Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là câu hỏi của Phật tử Tịnh Hoa. Câu hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con phát nguyện 21 ngày trì chú đại bi để cầu tai qua nạn khỏi và dịch bệnh tiêu trừ. Nhưng chồng con đã là người ngăn cản con tu hành xưa nay rồi. Con cảm thấy rất bất an khi hành trì vào thời khóa. Kính thầy chỉ dạy để con được tu tập tốt hơn. Kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, kính cảm ơn câu hỏi của cô. Kính thưa cô và đại chúng, nếu mà người ngăn cản mình tu tập, việc đầu tiên, đừng có sân, đừng có sợ, đừng có nghi, đừng có để cho tâm mình bất an. Bởi vì làm như vậy thì mình đang tạo cho họ gieo một cái duyên, một cái nhân bất thiện với Tam Bảo. Nên khởi cái từ tâm và tha thứ cho họ lập tức. Chồng của cô không có ngăn cản cô tu hành đâu, phải biết chắc như vậy. Chồng cô ngăn cản điều gì? Ngăn cản cô bỏ thời gian sự chú tâm của cô vào một thứ khác mà không vào cho chồng cô. Chồng cô thương cô và cần sự chú tâm săn sóc của cô. Và bất kỳ một ai đối tượng nào lấy đi sự chú tâm và sự chăm sóc của người mình thương thì mình đều khó chịu, không chấp nhận. Và mình muốn họ thay đổi cách sống đó để họ nhận được cái tình thương, sự chăm sóc của mình. Đừng có sợ hãi họ. Họ rất thương mình. Họ không muốn mình dành cái thời gian, sự chú tâm đến một đối tượng nào khác mà ngoài họ, chứ không phải họ ghét bỏ. Phải hiểu như vậy mà biết rằng họ trân quý mình chứ không phải họ ghét bỏ mình. Khi khởi cái tâm đó, đó là mình hiểu họ rồi. Tu hành trước đó là phải khởi cái từ tâm và cái từ bi và cái trí tuệ để hiểu nhau. Thì coi thử mình hiểu họ cỡ nào. Nếu họ không phải như thế thì bởi vì cái nghiệp lực của mình là nặng nề, mình gieo cái duyên bất thiện, mình từng ngăn cản người khác tu hành cho nên bây giờ cái quả nó trổ, thì buộc mình phải sám hối chứ đừng có ghét họ. Mới ghét họ tức là mình tiếp tục tạo cái nhân xấu. Cái gì nó biểu hiện ra là mình nên hiểu liền cái nhân đó, mình nên làm theo cái hướng tốt nhất và chuyển hóa cái nhân và cái nghiệp, chứ đừng có gieo thêm cái nhân và cái nghiệp xấu nha. Và nên thật lòng chia sẻ với ảnh nếu được, rằng anh à, lòng người lo sợ, hoang mang, chết chóc vô số, đau thương của con người ở trong cái dịch bệnh này khiến cho lòng của em có cảm giác như là một con người với nhau, đồng loại. Em cảm thấy mình phải làm gì đó. Thì em có quy y rồi, là Phật tử, em có được dạy là trì cái lời kinh Phật, làm lớn lên cái tình thương của mình như là em đã thương anh. Em cũng mong cái tình thương này cầu nguyện cho người khác cũng được, chúc bình an, mong anh chấp nhận, thương và hiểu. Để 21 ngày này em dành chỉ có nửa tiếng thôi, ngồi trước bàn Phật để em trì cái thần chú mang cái tình thương của mẹ Quan Âm rải, ban rải khắp cho muôn loài. Rất mong anh yểm trợ em. Nếu không nói được, hãy ghi cái câu đó xuống, đặt lên bàn của anh. Anh hiểu mình, anh giúp mình, còn gì đẹp hơn. Làm thử đi cô. Đừng có vừa ngồi vừa tụng kinh, vừa bất an lo sợ. Chồng mình là người yểm trợ, đâu phải địch thủ để là kẻ thù hại mình đâu. Đôi khi anh đâu có phải là ác độc gì, mà mình lại sợ hại cái người mà họ thương yêu mình. Chưa có truyền thông thấu hiểu nhau thôi cô nhé. Hãy cố gắng giúp cho anh hiểu là mình đang làm một việc tốt. Nếu mà anh không có đồng ý thì bản thân cô không nên để cho anh thấy cái thời khóa, cái cách mình tu tập hành trì. Anh khởi cái tâm sân giận lên, anh thấy là cô chống đối anh thì tội nghiệp cho anh, tội nghiệp cho cô. Thì cái việc thời khóa hành trì của mình nó có thể một cách kín đáo hơn. Không cần phải nghi lễ ngồi cái nơi bàn Phật, chỉ có cái nơi thanh tịnh bình yên, hành trì đúng cái giờ giấc và cái số lượng, nguyện cầu Phật chứng minh lòng thành của mình là được rồi cô nhé. Công đức nó sinh ra là cái lòng thành và sự nhất tâm, chứ không phải là cái nghi lễ đúng sai ở một cái nơi, một cái địa điểm nào cả. Dạ, chắc chắn tu tập là có khó khăn, có chướng ngại. Điều này là con đã biết. Nhưng khó khăn chướng ngại làm lớn lên cái lòng tin, cái tinh tấn, cái sự quyết tâm hành trì, chứ đừng để nó là nản chí. Thì cô thấy 21 biến đại bi là cô trì chú cho ai? Cho những người mà không may dịch bệnh và chết của cái đại dịch virus corona này. Ở trong đó cái tâm sân của mình là một cơn dịch đó, cái lòng sợ hãi của mình là một loại virus đó. Và chồng của cô cũng chưa có hiểu đạo, cho nên thương cô mà chưa có thương Phật. Đáng lý thương cô thì phải thương Phật, bởi vì Phật giúp cho cô thương chồng mình nhiều hơn. Nhưng anh không hiểu điều đó thì cô phải là Phật của chồng cô. Sống cho nó làm sao mà lấy cái tâm Phật ra đối đãi
lấy cái tình thương, lấy cái tấm lòng tha thứ ra mà chia sẻ chấp nhận những gì khó chấp nhận của ảnh. Và hàng ngày mình hành trì, mình sám hối nghiệp của bản thân mình, và mình mong rằng ảnh nhanh chóng hiểu đạo để cùng mình tu tập. Thì có hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc đó? Hãy nỗ lực tinh tấn, hãy hết lòng hành trì, hãy tha thiết sám hối và nguyện hồi hướng công đức cho mình, cho người. Kính chia sẻ cô như vậy, kính mong cô và đại chúng tinh tấn tu tập và được yểm trợ bởi người thân thương xung quanh trong gia đình của mình. Ami Đà Phật.